Vào ngày 22 tháng 4 tới, tại nhà hát Hòa Bình, nam ca sĩ Đức Tuấn sẽ phát hành album Những Bài Ca Không Quên, cũng như có một đêm nhạc kỷ niệm cho mình. Đây cũng là album mà ca sĩ Đức Tuấn đã nung nấu ngay từ khi mới bước ra khỏi cuộc thi tiếng hát truyền hình, tính đến nay đã tròn 15 năm. Album Những Bài Ca Không Quên là sản phẩm đầu tiên nằm trong dự án âm nhạc của Đức Tuấn trong năm 2015. Album gồm 15 ca khúc cách mạng gắn liền với những sự kiện và giai đoạn lịch sử trọng đại của đất nước như Lời Người Ra Đi, Bà Mẹ Jolin, Câu Hò Bên Bờ Hiền Lương, Lá Đỏ, Từ Nguyện, Bài Ca Không Quên, Tổ Quốc Gọi Tên Mình. Lần này, Đức Tuấn không thể hiện lại các ca khúc này theo chất bi hùng như các ca sĩ khác từng thể hiện, mà anh chọn khai thác chất tình luôn có sẵn trong những bài hát đó, nhưng không phải lúc nào cũng được thể hiện rõ. Có thể nói thì không ai phủ nhận được cái sự tuyệt vời của âm nhạc cách mạng, và đặc biệt những cái tình cảm vô cùng mãnh liệt được truyền tải qua các tác phẩm này. Đây là một cái dự án mà Tuấn đã ấp ủ từ rất là lâu. Nhưng mà rõ ràng cho tới ngày hôm nay kỷ niệm 40 năm giải phóng đất nước thật sự là một trong những cái một cái dịp không thể thuận lợi hơn để Tuấn giới thiệu cái dự án âm nhạc này đến với mọi người. Tuấn rất là vui khi mà đã cùng với rất nhiều những cái bạn trẻ, nhạc sĩ trẻ, những các ca sĩ trẻ khác góp một phần nhỏ, góp giọng hát, góp những cái một những cái tinh thần mới tươi trẻ cho để làm cho cái dòng nhạc này tiếp tục được truyền tải về sau, và hy vọng rằng các khán giả trẻ, các công chúng trẻ cũng sẽ cảm nhận được và yêu mến cái dòng nhạc này. Riêng chương trình nghệ thuật Những Bài Ca Không Quên, Đức Tuấn sẽ đưa người xem vào không gian lịch sử, dắt khán giả theo những bước đoàn quân tiến về giải phóng miền Nam. Tham gia cùng Đức Tuấn trên sân khấu của Bài Ca Không Quên là những nghệ sĩ lớn, cũng là những nhân chứng lịch sử, nghệ sĩ nhân dân Thế Anh, nghệ sĩ ưu tú Phi Điểu, nhà thơ Nguyễn Duy và các ca sĩ khách mời Hiền Thục, Nụ Phước Thịnh, Nguyễn Ngọc Anh và Ngọc Mai. Chương trình sẽ được diễn ra tại nhà hát Hòa Bình vào tối ngày 22 tháng 4.